Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ ban tần 14.5 của đài CBN. Và bây giờ Ngọc Quỳnh sẽ được trở lại với bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Tổng thống Trump quy trách nhiệm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra dịch COVID-19. Tối hôm qua, Tổng thống Trump đã viết trên trang Twitter của ông rằng phát ngôn viên thay mặt cho Trung Quốc cố tình đánh lạc hướng về nỗi đau và mất mát mà đất nước của họ làm xảy ra lan tràn trên khắp thế giới. Cuộc tấn công với thông tin sai lệch và tuyên truyền của họ nhắm vào Hoa Kỳ và châu Âu là một sự ô nhục. Tổng thống Trump viết thêm, tất cả đều xuất phát từ lãnh đạo cao nhất. Đáng lẽ họ đã có thể ngăn chặn bệnh dịch dễ dàng, nhưng họ đã không làm thế. Tổng thống Trump không nêu tên cụ thể của người phát ngôn nào mà ông công kích. Nhưng vào hôm thứ Tư, người phát ngôn Triệu Lập Kiên, tên Zhao Jinjian, đã chỉ trích ông Trump về tối hậu thư đối với Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Trong đó, Tổng thống Mỹ cáo buộc cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã đầu hàng trước áp lực của Trung Quốc và yêu cầu Tổng giám đốc Tedros Adhanom phải tiến hành các cải cách lớn trong vòng 30 ngày, nếu không sẽ mất tài trợ của Hoa Kỳ. Vẫn là tin Hoa Kỳ, hai nhà thờ ở tại Texas và Georgia phải đóng lần thứ nhì sau khi nhiều người nhiễm COVID-19. Kính thưa quý vị, nhà thờ Tin Lành của Tulsa Baptist Tabernacle ở tại thành phố Ringo, tiểu bang Georgia và nhà thờ Công giáo Holy Ghost Catholic ở Houston vừa phải đóng cửa vô hạn định sau khi có nhiều người, gồm cả các tín đồ và giới lãnh đạo, thử nghiệm dương tính với COVID-19 ngay sau khi vừa mở cửa trở lại. Và theo bản tin của tờ Washington Post hôm thứ Tư 20 tháng 5, thì thông báo này được đưa ra giữa khi có một bản báo cáo mới từ phía Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh, gọi tắt là CDC, nói rằng các nơi có đông người tụ tập dễ gây lây lan và kêu gọi các tổ chức tôn giáo hãy hợp tác với giới chức y tế địa phương để thi hành các hướng dẫn về hoạt động tôn giáo. Quyết định đóng cửa trở lại của nhà thờ Catoosa Baptist Tabernacle đã được đưa ra sau khi có mấy gia đình tín đồ bị nhiễm virus. Dù nhà thờ đã có các biện pháp như là ngồi cách xa và mở cửa nhà thờ để tránh việc có nhiều người sờ vào nắm cửa. Trong khi đó, thì nhà thờ Holy Ghost ở Houston đã mở cửa lại từ hôm 2 tháng 5 với 179 người đến dự lễ. Và kính thưa quý vị, tối cao pháp viện tạm dừng xử vụ bạch hóa hồ sơ Nga can thiệp bầu cử 2016. Theo thông báo đưa ra hôm thứ Tư 22 tháng 5, tối cao pháp viện Hoa Kỳ ngưng xử vụ quốc hội kiện đòi xem toàn bộ bản báo cáo trong điều tra vụ Nga can thiệp vào bầu cử năm 2016. Quyết định trên đồng nghĩa với việc hoãn thi hành phán quyết của tòa dưới cho phép Hạ viện xem những phần bị bôi đen trong bản báo cáo của điều tra viên đặc biệt Robert Mueller. Hạ viện do Dân Chủ kiểm soát và Bộ Tư pháp đối đầu trong cuộc chiến pháp lý về lời khai các nhân chứng trong cuộc điều tra bị Bộ trưởng Tư pháp William Barr bôi đen. Vào hồi tháng 3, Tòa kháng án liên bang tại Washington, D.C. đưa phán quyết Ủy ban Tư pháp Hạ viện được toàn quyền xem toàn bộ hồ sơ. Sau đó, thì Bộ Tư pháp đem nội vụ lên tối cao pháp viện và được cho phép đến ngày 1 tháng 6, chuẩn bị tài liệu biện hộ cho luận cứ tại sao tối cao pháp viện nên xử vụ kháng án này cho phía hành pháp. Quay sang một bản tin khác là tin Ủy ban Thượng viện phê chuẩn trát tòa đòi phục vụ điều tra Hunter Biden. Ủy ban Nội an Thượng viện vào hôm thứ Tư đã bỏ phiếu cho phép tống trát đòi phục vụ cuộc điều tra công việc mà Hunter Biden, con trai của ông Joe Biden, đã làm cho công ty khí đốt thiên nhiên của Ukraine. Kết quả bỏ phiếu theo đảng phái phê chuẩn trát đòi lời khai và tài liệu từ Blue Star Strategies, công ty tư vấn có trụ sở tại Washington. Blue Star đại diện Burisma Holding, công ty khí đốt thiên nhiên của Ukraine, nơi Hunter Biden có chân trong hội đồng quản trị khi bố của anh dẫn đầu nỗ lực chống tham nhũng ở Kiev trong vai trò phó tổng thống Hoa Kỳ. Blue Star phục vụ Burisma từ năm 2015.
Trác đòi làm sống lại nỗ lực điều tra công việc của Hunter Biden cho Burisma của Cộng hòa khi chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump và Biden bắt đầu tăng tốc. Dân chủ chỉ trích cuộc điều tra là nỗ lực đảng phái nhằm bôi nhọ ông Biden và đặt ra những lo ngại rằng điều tra có thể chấp nối với những nỗ lực thông tin sai từ trước, từ nước ngoài. Bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, chính phủ tài trợ công ty dược phẩm AstraZeneca 1,2 tỷ Mỹ Kim để có 300 triệu liều vaccine COVID-19. Theo lệnh của Tổng thống Trump, Bộ Y tế Hoa Kỳ đồng ý tài trợ tới 1,2 tỷ Mỹ Kim để giúp công ty dược phẩm AstraZeneca đẩy mạnh việc nghiên cứu chế tạo thuốc chủng ngừa, đổi lấy 300 triệu liều thuốc trong khoảng 1 tỷ liều sẽ được chế tạo. Thuốc vaccine này do Trường Đại học Oxford ở Anh nghiên cứu và rồi sau đó cấp giấy phép cho công ty dược phẩm Anh AstraZeneca chế tạo. Việc có được miễn nhiễm đối với COVID-19 hiện chưa được biết rõ ràng, do vậy tác dụng của vaccine cũng chưa được thấy rõ. Thỏa thuận với Mỹ cũng gồm có việc thử nghiệm giai đoạn 3 của vaccine này trên 30.000 người Mỹ. Công ty AstraZeneca có trụ sở chính đặt tại Cambridge, Anh, nói rằng đã đạt được thỏa thuận để cung cấp ít nhất là 400 triệu liều vaccine và chuẩn bị nhà máy để sản xuất 1 tỷ liều thuốc. Với đợt giao hàng đầu tiên sẽ khởi sự vào tháng 9 tới đây. Và tin Tổng thống Trump dọa các tài trợ liên bang vì tiểu bang Michigan cho bầu khiếm diện. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư 20 tháng 5 gọi việc tiểu bang Michigan định gửi đơn xin bầu khiếm diện bỏ phiếu bằng thư đến tất cả các cử tri nơi này là điều bất hợp pháp. Và theo CNN, trong bản thuyết gửi ra vào sáng thứ Tư, Tổng thống Trump nói rằng hành động này của một bộ trưởng nội vụ tiểu bang là bất hợp pháp. Tôi sẽ yêu cầu các trợ giúp cho Michigan nếu họ muốn đi theo con đường gian lận bầu cử này. Và trước đó thì Bộ trưởng Nội vụ Michigan Jolyn Benson hôm thứ Ba nói rằng tất cả 7.7 triệu cử tri ở tại tiểu bang này sẽ nhận được đơn xin bầu khiếm diện trước ngày bầu cử sơ bộ ở tại Michigan là 4 tháng 8 và cuộc bầu phổ thông hôm 3 tháng 11 để không ai phải chọn lựa giữa vấn đề sức khỏe và quyền được bỏ phiếu. Điểm quan trọng hơn hết là cử tri ở tại tiểu bang Michigan không đặc biệt nghiêng hẳn về một đảng phái chính trị nào. Và trong khi đó thì Thượng viện thông qua dự luật giám sát công ty Trung Quốc. Thượng viện vào thứ Tư đã phê chuẩn một dự luật có thể cấm nhiều công ty Trung Quốc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ hoặc kêu gọi góp vốn từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ nếu không được đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn kiểm toán của chính phủ Hoa Thịnh Đốn. Dự luật được hỗ trợ bởi nghị sĩ Cộng hòa John Kennedy của Louisiana sẽ yêu cầu các công ty xác nhận rằng họ không bị sở hữu hoặc kiểm soát bởi chính phủ nước ngoài. Sau tin tức này, cổ phiếu niêm yết tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ của Alibaba, hãng thương mại điện tử có trụ sở chính tại Trung Quốc, đã giảm hơn 2%. Tuy dự luật có thể áp dụng cho bất kỳ công ty nước ngoài nào muốn tiếp cận nguồn tiền tại Hoa Kỳ, nhưng các nhà lập pháp nói dự luật này chủ yếu được thiết kế để nhắm vào Bắc Kinh. Nghị sĩ Kennedy vào hôm thứ Ba viết lên trang Twitter rằng dự luật mới là nhằm ngăn Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Theo dự luật này, một hãng nước ngoài sẽ phải xác nhận rằng họ không bị sở hữu hoặc kiểm soát bởi chính phủ nước ngoài nếu hãng này làm hồ sơ kế toán ở nước ngoài, không chịu sự quản lý của Hội đồng Kiểm toán của Hoa Kỳ. Ngoài ra, nếu Hội đồng Kiểm toán không thể kiểm tra báo cáo tài chính của một hãng nước ngoài trong 3 năm liên tiếp, hãng nước ngoài này sẽ bị cấm giao dịch tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Hội đồng Kiểm toán là cơ quan buộc thuộc Ủy ban Chứng khoán SEC, nguyên chuyên giám sát các công ty muốn niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Our health system is under enormous strain. We need more money to flow to hospitals, community health. Và tiếp theo là tin cụ biệt kích Hoa Kỳ và con bị bắt vì từng giúp cựu chủ tịch Nixon trốn khỏi nhiệt. Hai người sống tại tiểu bang Massachusetts bị cáo buộc đã giúp đưa cựu chủ tịch công ty Nixon, ông Carlos Ghosn, trốn khỏi nhiệt vào cuối năm ngoái, đã bị bắt tại Hoa Kỳ vào sáng thứ Tư. Và theo hồ sơ tại tòa án thì ông Michael Taylor, 59 tuổi, cựu biệt kích mũ xanh Hoa Kỳ, cùng con trai là Peter Taylor, 27 tuổi, đã bị Nhật truy tố vì tội giúp ông Ghosn trốn thoát. Vào tháng Giêng năm nay,
Chính quyền Tokyo đã ra lệnh truy nã cha con ông Tyler và một người đàn ông thứ ba là George Antonides. Được biết, cha con của ông Tyler đã trình diện tại tòa án ở Boston vào thứ Tư. Chi tiết vụ đào tẩu đã được tiết lộ trong hồ sơ truy tố được công bố vào thứ Tư sau khi ông Michael và Peter Tyler bị bắt. Tình trạng của nghi can George Joyce hiện chưa được rõ. Anh Peter Tyler đã gặp ông Gon ít nhất 7 lần tại Nhật khi cựu chủ tịch Nixon đang bị giám sát chặt chẽ vì các cáo trạng gian lận tài chính. Vào cuối tháng 12, anh Peter Tyler bay đến Tokyo và gặp ông Gon tại khách sạn Grand Hyatt. Và trong khi đó thì ông Michael Tyler và Joyce bay đến Osaka trên một máy bay tư nhân khởi hành từ Dubai. Hai người đem theo hai chiếc thùng lớn màu đen, trông giống như là thùng loa. Tyler và Joyce đã nói với nhân viên phi trường rằng họ là nhạc sĩ và sau đó vào trưa ngày 29 tháng 12, bốn người đàn ông gặp mặt tại khách sạn ở Tokyo và từ đây thì anh Peter Tyler đi đến phi trường Narita và lên chuyến bay đến Trung Quốc. Ba người còn lại, bao gồm ông Gon, đón xe lửa đến Osaka và lại tụ tập trong một khách sạn. Lúc gần 10 giờ tối cùng ngày, Michael Tyler và Jess rời khỏi phòng khách sạn với hành lý gồm cả hai chiếc thùng lớn và đi thẳng tới phi trường. Và kính thưa quý vị, đã tìm thấy thi thể của cựu ngôi sao đồ vật bị sóng biển cuốn trôi hôm Chủ nhật vừa qua. Thi thể của cựu ngôi sao đồ vật Chad Gaspard đã được tìm thấy trên bờ của bãi biển Venice Beach, California vào hôm qua, sau khi anh đã bị sóng biển cuốn trôi khi đang bơi cùng con trai tại khu vực này vào hôm Chủ nhật. The individual that was seen here on the beach this morning was an African American male. Theo thông cáo của Sở Cảnh sát LA, một người dân đã gọi báo cảnh sát vào lúc 1 giờ 46 sáng thứ Tư khi nhìn thấy một thi thể bị sóng đẩy lên bờ gần tháp cứu nạn số 26 tại bãi biển Venice Beach. Người chết sau đó được xác định là anh Gaspard và gia đình anh đã được thông báo về sự việc. Anh Gaspard, 39 tuổi, mất tích hôm Chủ nhật khi đang đi bơi cùng con trai 10 tuổi, Arias. Cha con anh Gaspard và một số người khác đã bị sóng cuốn ra xa bờ. Anh ấy đã đẩy con trai về phía những người khác và nói rằng hãy cứu lấy con trai của tôi. Anh AJ Lester thuộc lực lượng cứu nạn Los Angeles County đã kể lại. Không lâu sau đó thì một đợt sóng lớn đã đánh vào và anh Gaspard biến mất. Cậu bé 10 tuổi đã được cứu và một số người đi bơi khác cũng được đưa vào bờ an toàn. Lực lượng cứu nạn Los Angeles County khuyến cáo sự việc xảy ra với anh Gaspard có thể xảy ra với bất kỳ ai. Vào cuối tuần này, biển dự kiến sẽ có sóng lớn, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin thế giới và phần tin Hoa Kỳ vừa rồi. Xin quý vị tiếp tục giữ băng tần 14.5 của đài CBN. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam và đời sống sau những thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài.